Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác phòng đợi tàu mới vào đầu tháng 6, đồng thời là địa điểm dịch vụ cà phê, check-in ga tàu tại ga Long Biên, quận Hoàn Kiếm. Đây từng là khu nhà cấp 4 rộng 80m2, nằm đối diện trong nhà ga, được cải tạo sửa chữa nhằm phục vụ khách hàng. Lâu lắm rồi thì là tôi mới trở lại đi tàu, chuyến tàu Hà Nội về Hải Phòng. Từ ngày ra trường thì cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà hình như là tôi thấy cái mô hình này nó một vài năm gần đây nó có vẻ là bắt đầu đang là mới đi vào hoạt động. Thực ra là cái chương trình Food Tour Hải Phòng ấy, tôi thấy rằng là rất là đang là được ưa chuộng. Thế do đó là những cái mô hình ở cạnh đường tàu này là cái trạm nghỉ chân của các bạn có thể là trải nghiệm với không gian mô hình mới, có một sự khám phá mới để các bạn trẻ có thể là có những cái điểm check in hoặc là có những cái thời gian mà có thể nghỉ ngơi trong cái lúc mà chờ mình đi những cái chuyến hành trình mới. Tôi thấy quán cà phê này từ xa và thấy nó rất đẹp. Quán còn có view nhìn rất thú vị, độc đáo. Tôi không thích đi bộ nhiều nên đã được người dân địa phương kể về nơi này và tôi thấy văn hóa ở đây thật là tuyệt vời.